IELTS is a very difficult exam. Nên mọi người cần phải gì? Dành nhiều thời gian cho kỳ thi này. People have to dành nhiều thời gian là gì? Spend a lot of time on it, được chưa? Dành nhiều thời gian. Câu này là một cái câu văn mà nó rất là bình thường ha. Câu này thì nó quá là bình thường. Rồi, ở đây chúng ta sẽ sử dụng sao đây? Because thì các bạn thay bằng gì đây? Given that. Còn kiểu như muốn ăn gian từ vựng thì thay bằng gì? Due to the fact that. Due to the fact that. Đó. Rồi, very thì các bạn thay bằng gì đây? Highly hoặc là gì? Extremely hoặc là gì? Truly, đó. Ôi, nó trôi rồi. Để mình nhỏ lại tí. Nhỏ quá. Very thì chúng ta thay bằng because thì chúng ta thay bằng given that. Rồi difficult là khó đúng không? Khó thì có thể thay bằng từ nào? Given that khác gì với having said that? Thầy, having said that nó mang nghĩa là bằng với however nha. Đây nè, having said that nè. Này nó sẽ bằng với however nha. Nhớ nha. Khi mà dùng đúng thì nó mới ra được ngữ cảnh nha. Dùng sai là ví dụ như bây giờ having said that mà ví dụ như là mà không dùng nó tương tự như however thì nó sẽ ra nghĩa khác thì sẽ không đúng và sẽ bị giám khảo trừ điểm. Lưu ý về cái cách dùng. Chúng ta sẽ sử dụng những từ nào mà chúng ta thực sự chắc chắn và thực sự tự tin về cái cách dùng của từ đó thì chúng ta mới áp dụng. Còn nếu không chắc thì nên dùng những cái từ cơ bản, những cái từ mà mình quen đi. Ví dụ như thay vì dùng having said that thì các bạn có thể dùng từ nào nè? However là một nè. Hoặc là dùng từ nào? Nevertheless nè. Hoặc là từ gì? Nonetheless nè. Đó. Như mình thì mình sẽ dùng cái từ này ha. Nevertheless. Tuy nhiên. Khi nào chúng ta sẽ tạo ra được cái cách dùng của however? Khi hai vế nó có cái nghĩa là gì? Trái ngược và mâu thuẫn nhau. Rồi ví dụ như tiếp tục ta có từ gì? Difficult là khó khăn ha. Khó khăn thì mình sẽ thay bằng từ gì? Challenging. Challenging là một. Hai là dùng từ nào? Có thể dùng từ gì? Tricky. Khó đó. Ba là dùng từ nào? Tough. Khó đó nha. Ba từ này có nghĩa là khó. Rồi, có một từ nữa mà mình... từ này nó cơ bản thôi, các bạn không nên dùng. Hard này là nó mang nghĩa là khó. Nhưng mà từ này là từ cơ bản. Ok, people là mọi người ở đây, mọi người ở đây là trong trường hợp này mọi người ở đây là mọi người nói chung chứ mà ở trường hợp này people này chúng ta có thể hiểu đó là những người học tiếng Anh. Ở đây mà chúng ta dùng cái từ mà chúng ta thay cái từ nhân dân vô thì nó không phù hợp, nghe nó rất là chuối, cái câu văn nó sẽ không tự nhiên. Thì people ở đây các bạn có thể thay một cái từ mà nó an toàn nhất là cái từ những người học tiếng Anh, mình có thể thay là gì? English learner đó. Hoặc là thay cái từ nào nữa? Mọi cá nhân. All individual. Đó. Mọi cá nhân. Rồi, spend a lot of time. Dành nhiều thời gian cho cái gì? Cái này nè. Spend a lot of time. Đây là cái cách. Cái cụm từ này là gần như là bạn nào cũng biết ha. Spend a lot of time. Given that khác gì với having said that? Thầy nghĩ. Given that là mang nghĩa bởi vì. Having said that là mang nghĩa là however. Spend a lot of time. Rồi, ở đây có giới từ on hoặc là không cũng được. On something hoặc là doing something. Có nghĩa là dành thời gian cho việc gì hoặc là làm gì. Ở đây các bạn có thể dùng một cái cụm này cao cấp hơn nè. Các bạn có thể nốt lại về cái cách dùng thay cho spend a lot of time. Có thể dùng gì? Dedicate. Đó, dedicate. Dedicate a great deal of time. Dedicate a great deal of time. Nhớ là đi với giới từ to nha.
do something hoặc là doing something. Đó là chú ý cách dùng nè. Spend thì nó sẽ có giới từ gì? On. Còn dedicate. Dedicate thì nó sẽ là gì? Nó sẽ đi với giới từ gì? Giới từ to. Ok. Ok, chúng ta viết lại câu này. Để mình nhỏ nhỏ tí. God. Ok. Chúng ta viết lại câu này sau đây. Viết lại câu này. Bởi vì IELTS là một kỳ thi khó. Mình thay bằng gì đây? Given that IELTS is a highly challenging exam on individuals. Mọi cá nhân sao? Có một cái cấu trúc là gì đây? Have to V là cần phải làm gì? Chúng ta có thể dùng cấu trúc nào? Have to V cần phải làm gì? Có thể dùng cấu trúc bình thường như bèo hơn hay dùng gì? Need to V. Hoặc là gì đây? Must cộng cho động từ. Ở trong trường hợp này, nếu mà các bạn nào mà tự tin về ngữ pháp thì chúng ta có thể sử dụng chủ ngữ giả. Ví dụ như ai đó cần phải làm gì, có thể dùng cái cấu trúc gì đây? Ví dụ như ở đây nó là chủ ngữ, nó là somebody ha, somebody đứng đầu câu đó, somebody. Ở đây mình có thể dùng chủ ngữ giả là gì? It is gì? Essential. Essential. Essential for somebody or somebody to be. Ok. Rồi, mỗi cá nhân sao? Mỗi cá nhân phải đầu tư nhiều thời gian. Need to dedicate dedicate a great deal of time to it. Rồi cái từ it ở đây á, it ở đây là nó sẽ thay cho từ nào? Exam, được không? Sẽ dành nhiều thời gian cho cái kỳ thi này. Chúng ta ghi từ exam đây sẽ bị tính vào cái lỗi đó là lỗi lập từ. Rồi ở đây là mình đang sử dụng là have to thì mình thay bằng need to. Ok. Ở đây mình giờ dùng chủ ngữ giả thì sao? Thí dụ như mình dùng chủ ngữ giả đi. Given that chán quá giờ mình dùng cái as đi. Dùng kiểu như ăn gian từ đi, due to vậy, due to the fact that. Bởi vì sao đây? Due to the fact that IELTS is a highly tough exam. Đó, it is essential for cho tất cả mọi người đúng không? Mọi mọi người ở đây, people ở đây các bạn có thể thay bằng từ nào nữa? Everyone. For everyone. Cho mọi người sao? Cho mọi người dành nhiều thời gian to dedicate a great deal of time to it. Ok. Đó, thấy cái câu văn đó nó học thuật không ha? Để mình copy xuống đây. Từ một cái câu bình thường, chúng ta sẽ viết ra hai cái câu văn học thuật hơn. Đây là cái câu gốc nè. Còn đây là hai câu mà mình đã nâng cấp. Đó hoàn toàn khác liền. Đó mình dùng given that.